ăn xong rồi chạy á. Hả? Anh Batman. Ăn kinh công còn heo với mà lúc nó đang ăn có bà còn quy từ từ dọn lính nó quy. Trần Ngọc Sơn thua rồi anh. Tấn công tướng địch. Wilhelm. Rút lui. Strictly business, nothing personal. That'll cost ya. An ally has been defeated. Ui. Thua. Toàn thua. Tút tún lại phải win. Ừ. Làm sao có thể thắng mãi được. Chờ nha anh em ơi. Cho thanh niên này vô đánh Kamado, tu lần nó mạnh vậy mà. Khoảng 2-3 game. Kiểu như Quillen kia mình nó đi ganh không có đúng. Đỗ Như Phương dừng tận óc qua. Nó ganh nó không đúng lan á. Quillen nó mạnh đầu game mà có level 4 rồi ở đâu á. Vẫn lọt bẩn ở đâu lên thôi. Có. Hello anh. Ok rồi nha. Báo phòng là 995165 nha anh em. Phải Nguyễn, nay live đến mấy giờ anh? Nay hôm nay vui này, chắc live tới 6-7 giờ sáng. BG, Caperny, Puti, 1Q, 67H8. Mấy thanh niên này toàn những người mới không à? Đây là toàn những người mới nên không cần phải check VR. Cái tên nào mình có ấn tượng là mình check ngay à? Nguyễn Thái Nguyên, thế em. Anh vừa bị ăn hành tem em á. Rồi tại Tulen, Tulen nó mạnh mà, Tulen chỉ giảm nhẹ thôi, nó không có dạng như là fit nặng tay như là con thon nặng quá. Thon bây giờ anh em thấy có ai chơi đâu. Em không có à? 4 chiến tướng, 2 chiến tướng, 3 cao thủ. Quỷ sẵn sàng cái. Sẵn sàng loại. Farm góc rước, anh đánh lộn hay đánh trúng mà mặt bị vậy anh chây? Đi. Ở cái này là bị nhỏ nè. Bị nhỏ. Bị phấn rôm nó bôi lên đó, bị nhỏ. Đó, đâu bị sao đâu. Mặt đẹp trai này mà. Sao em bị ra? Quay vãi nhái vậy. Ninh Mai Trang, chú có tóc mới. Thôi game sau đi Trung Phong ơi, game sau đi. Đang có hôm nay mới cắt cái quả đầu này. Anh có cách khắc chế Van Hell full phép không á, lên kháng phép em. Đây kiên cường kháng phép.
Hợp triệu. Trung phong, ok anh. Ok, hợp triệu nhá. Để tập thể dục đi em. Gọi thằng Khiêm dậy. Thằng Khiêm hôm qua anh vừa chửi nó một trận luôn á. Chết dở. Làm ăn sống nhăn. Mệt thật sự. Tí nữa em nhắn tin nói kêu là làm được không làm, làm nghỉ luôn luôn đi. Cấm ở đó, cấm cấm Helen vào, đúng rồi. Bán sau cho em slot không, tại vì đang có một slot cứng rồi. Slot cứng này đánh 2 3 game. Minh Thiện chắc nếu mà ấy thì sau 2 3 game đó thì anh sẽ cho nhắn tin qua riêng cho anh nha. À ôi. Trần Khánh Hưng, sao nó được lên full phép còn mình không được lên full đa má anh? Mặt cười tít mắt. Bởi vì em nhìn thấy tất cả các chiêu thức, kể cả nội tại của con Van Heo, nó đều có sát thương phép. Đó. Chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 nó đều có sát thương phép hết. Kể cả nội tại bắn ra cũng có sát thương phép. Lên sát thương phép mạnh hơn nhá. Nhưng mà nó có hai mặt. Về cuối thì hơi hơi yếu. Làm con Bayo đi hả? Lâu quá không đánh Bayo. Thôi đi vệ sinh đấy. Anh xin xuất chú vào không kịp. It is my honor and destiny to protect. Nguyễn Thái Nguyên, em đang ngủ vợ nó cứ ôm ấp thế là em tỉnh luôn. Nguyễn Thái Nguyên, vô thì thấy ông Cóc đang like. Anh Hùng lấy iPhone 14 Pro Max không em tặng cái. Anh thì không quan trọng điện thoại hạ xịn hay hay, Dương nhưng Lê, mà nếu em mà mới đi qua Bình Dương độc lạ vãi nháy anh. Nếu mà em thừa thì cứ tặng cho anh. Cứ cần địa chỉ thì nhắn tin qua bếp. Anh nhắn tin qua cho. Em đã có lòng thì anh cũng có bụng thôi. Ơ à. Ba mạng 100k huy nông cốc ghê vậy pin. Ghê. Ok ok Sarin bờ anh Nguyên. Ba mạng win 100k. Kèo dễ quá ta. Có kèo nào khó khó tí không trời. Thì anh xin lại một tí tiết chứ. Guardian Dragon. Nó mém chết luôn. Nó có cục mana máu ta. Ai? Ui. An ally has been defeated.
defeated. Hay thế rồi. Guardian Dragon. I was never here. Ok ok, yên tâm anh biết chơi, anh biết chơi. Yên tâm. Hello Tuấn nhờ. Giấu chán quá bạn à. À tí nữa hết trận này mình tâm sự với gấu một câu chuyện nhá. Rồi mình đang có kèo nên mình tập trung mình đánh tí. Gấu ráng lán lại hết trận này. Nguyễn Thái Nguyên, em mới tập đu con AoE anh ạ. Thôi xong bỏ mẹ rồi. Quá ghê dữ thèn. Có thể đánh tím dữ trời. Quốc gì đang chơi game gì thế anh? Hờ Luti đánh ghê chứ hờ Luti. Nhưng mà lưỡi hơi dài. Hờ Luti lưỡi hơi dài. Liếm ác. Hello Brian nhá. Vin Vin kèo gì đó ông góc. Ba mặt người mất. Win 100k. Kèo ánh sáng. Chơi không? Chơi không? Quốc Duy, hello anh. Hello Duy đồng môi nhỉ? Lily. Mình kèo dễ mà, kèo này dễ. Kèo này có mình chỉ cần ăn 3 mạng thôi. Vin Vin, kèo này không làm được nữa thì xóa game đi ông có. Kèo này không làm được nữa thì đúng nhục nhã với viewer. An enemy has been defeated. Life surge. Cuồng vào quốc cuồng, thua không anh. Sao có cái chủ nó bắn mình ra? Lấy chủ mít lấy Trần Quang Trường, chu chiến tướng đó khôn mà anh. Thôi về. Tiêm đâu? Ô, hack map rồi. Hack map rồi. Pha đó không có sai. Theo lát với Chrissy ném chiêu như đúng rồi luôn. Ghê 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 ghê. Ghê đấy. Ôi rồi ôi, bắt quả tang một thằng hắc map. Hai thằng luôn. Ghê 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 ghê. Tiêm bạn vội vàng quá vậy. Vuông vo quốc vuông, phát hiện lớn. Hèn gì. Nó hack map nhờ, thằng Chrissy với thằng AD nó hack map ấy nhờ tiêm.